Tin mừng Chúa Jesus Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Herodê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Thánh Thomas Aquino là một vị thánh thời danh của giáo hội. Ngài được mệnh danh là tiến sĩ thiên thần, cũng như là người khôn ngoan trong tất cả các thánh và người thánh nhất trong các kẻ khôn ngoan. Thánh nhân là một mẫu gương kỳ diệu trong việc tìm kiếm đời sống thánh thiện và tình yêu với khoa học thánh. Hay nói cách khác, Thomas Aquino đã nên thánh bằng một hành trình luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa với lòng yêu mến. Thật vậy, người khôn ngoan là người luôn biết tìm kiếm Thiên Chúa, bởi lẽ Thiên Chúa luôn mãi là cùng đích cuộc đời của mỗi người. Hôm nay, đoạn trích tin mừng Matthew cũng cho ta biết về câu chuyện các nhà chiêm tinh là những người khôn ngoan, thông thái, biết vận dụng sự hiểu biết của mình để tìm kiếm Thiên Chúa. Họ tìm đến Bethlehem và đã gặp Chúa Hài Nhi. Lễ Hiền Linh là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong niên lịch Kitô giáo, còn được biết đến với tên gọi khác là Lễ Ba Vua. Lễ Hiền Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh nhằm nhấn mạnh đến ý nghĩa Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra cho riêng một mình dân tộc nào, nhưng cho muôn dân, tất cả những ai tin vào người mà đại diện là ba nhà chiêm tinh. Họ là những người không thuộc dân Do Thái, không là dân riêng được tuyển chọn, nhưng với tâm hồn chân thành tìm kiếm Thiên Chúa nên họ đã được gặp Đấng cứu độ. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu cho nhân loại. Thánh Gioan cho ta biết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Từ khung cảnh nghèo nàn của hang đá Bethlehem, Thiên Chúa đã bày tỏ cho ta một tình yêu lớn lao, một tình yêu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy xác phàm,
ngôi lời, đã nhập thể và đã hiện thân thành một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Một tình yêu được hiển linh cho nhân loại qua cách quá gần gũi, để bất cứ ai cũng có thể đón nhận được ơn cứu độ. Trong khung cảnh ấy, Thiên Chúa đã xóa tan đi nét uy nghiêm của những lần hiển linh trong Cựu Ước. Nhưng nay, Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương và dang rộng vòng tay đón nhận tất cả nhân loại. Con người tìm kiếm Thiên Chúa, cuộc hành trình đi tìm Chúa Hài Nhi của ba nhà chiêm tinh thời xưa cũng chính là hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm nay. Ba nhà chiêm tinh đã lên đường để tìm gặp Thiên Chúa với một đức tin lớn lao và cả một tình yêu vĩ đại. Đức tin giúp họ can đảm đi đến những chân trời không biết trước. Tình yêu giúp họ dám bỏ lại những thứ thân thuộc như gia đình, nhà cửa hay quê hương, để cuối cùng họ đã tìm gặp được vị vua mới sinh. Thật vậy, để tìm gặp Thiên Chúa, đó luôn là một hành trình đòi hỏi nhiều cố gắng. Dẫu ta biết Chúa vẫn luôn mời gọi ta tìm đến với Người, song những bận rộn trần thế đã nhiều lần khiến ta bỏ cuộc hay né tránh Người. Chính vì thế, ý nghĩa ngày hôm nay là lời nhắc giúp ta nỗ lực và ý thức hơn trong lòng mau mắn tìm đến Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, và Người cũng mời gọi ta biết tìm kiếm Người. Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi hăng say trong hành trình tìm gặp Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng biết đem Chúa đến cho người khác. Cách tìm gặp Chúa thiết thực mà mỗi người chúng ta có thể làm là tham dự thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi mân côi. Bên cạnh đó, mỗi người cũng có thể đem Chúa đến cho người khác bằng chính sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau. Thật vậy, việc khích lệ nhau cùng sống thánh thiện chính là một cách hiệu quả để làm sáng danh Thiên Chúa. Chúa quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho.
Chúa giáng sinh cứu rỗi con người, ta mau đi khắp cõi trần gian tăm tối, truyền giao danh Chúa cho muôn.